các chuẩn mực văn hóa thường nghiêng về những người có đôi có cặp, các khu vui chơi giải trí hay nhà hàng, quán ăn thường sắp xếp bàn ghế dành cho hai người. Những người sống một mình thường bị mọi người xung quanh bàn tán là có gì đó không ổn. Nhưng cuộc sống độc thân có thật sự tệ đến như vậy? Liệu cuộc sống độc thân có những lợi ích nào khiến nó được nhiều người lựa chọn hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây. Theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện vào năm 2023, khoảng 30% người Mỹ trưởng thành sống độc thân. Thống kê này thay đổi theo độ tuổi, với gần một nửa số thanh niên từ 18 đến 29 xác định là độc thân. Nhóm tuổi này bao gồm nhiều nam giới hơn so với nữ giới, với tỷ lệ lần lượt là 63% và 34%. Chỉ có khoảng 20% những người trong độ tuổi 30 đến 49 tuổi là độc thân, nhưng tỷ lệ này tăng lên theo độ tuổi. Có 29% những người từ 50 đến 64 tuổi sống độc thân và 33% những người trên 65 tuổi xác định sống một mình. Nhìn chung, những con số này ủng hộ ý kiến cho rằng tình trạng độc thân là phổ biến. Tình trạng độc thân cũng rất đa dạng, một số người tự nguyện sống độc thân, trong khi những người khác thì vẫn mong muốn có một mối quan hệ yêu đương. Ngoài ra, một số người chỉ độc thân tạm thời, trong khi những người coi tình trạng độc thân là vĩnh viễn. Cuối cùng, có người hạnh phúc khi sống độc thân, trong khi số khác thì không như vậy. Dù lựa chọn hay do hoàn cảnh, cuộc sống độc thân luôn đi kèm với những cơ hội mà đối với một số người khiến nó trở nên khá hấp dẫn. Những cơ hội này gần đây đã được xác định trong hai nghiên cứu ở Hy Lạp, với 260 người tham gia ở nghiên cứu thứ nhất và 600 người trong nghiên cứu thứ hai. Hai nghiên cứu này đều được thực hiện với những người dân Hy Lạp đã trưởng thành và còn độc thân. Nghiên cứu của giáo sư Abortolo và cộng sự Cristoforo vào năm 2022 cho thấy những người độc thân có những lợi ích sau đây. Đầu tiên, có nhiều thời gian để sử dụng theo ý muốn. Đây là lợi thế lớn nhất của việc độc thân. Duy trì một mối quan hệ lãng mạn là một khoản đầu tư lớn về thời gian. Người độc thân có cơ hội sử dụng thời gian theo ý muốn và theo đuổi sở thích của mình một cách linh hoạt. Thứ hai là có sự tập trung. Những người muốn cải thiện bản thân xem cơ hội tập trung là lợi ích phổ biến của việc độc thân. Chắc chắn rằng những người độc thân có thể tăng cơ hội phát triển cá nhân, sự nghiệp và một số mặt khác do không bị phân tán suy nghĩ. Đối với một số người, cuộc sống độc thân là điều đáng mơ ước vì nó hỗ trợ họ tập trung theo đuổi những mục tiêu quan trọng. Và tiếp theo đó là làm chủ bản thân. Các mối quan hệ yêu đương đòi hỏi sự thỏa hiệp và điều chỉnh theo nhu cầu của đối tác. Khi độc thân, bạn không cần phải báo cáo về những gì bạn đang làm. Nếu bạn đột nhiên quyết định làm việc đến nửa đêm, gọi đồ ăn mang về hoặc say sưa xem một bộ phim mới, bạn có thể làm mà không cần phải xin lỗi người bên cạnh. Một số người thích được độc thân vì bản thân họ là người chịu trách nhiệm, không ai khác đưa ra yêu cầu này nọ. Và tiếp theo đó là không bị tổn thương. Chia tay bao giờ cũng mang lại cảm giác đau đớn. Một lợi thế của tình trạng độc thân là bạn có thể tránh được những biến động cảm xúc khi kết thúc một mối quan hệ. Kế tiếp đó là có được sự ổn định. Không chỉ những cuộc chia tay mới gây cảm giác khó chịu, việc tìm kiếm và hình thành các mối quan hệ có thể là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Mối quan hệ khi đã hình thành lại xuất hiện những thách thức mới gây căng thẳng. Vô số vấn đề có thể xuất hiện vào bất kỳ ngày nào. Trong khi đó, tình trạng độc thân cho phép một lối sống ổn định và yên bình. Và thêm nữa, đó là có được sự bình tĩnh. Đối với một số người, sức hấp dẫn chính của cuộc sống độc thân là cơ hội để tránh các tranh cãi có thể xảy ra trong một mối quan hệ lãng mạn. Người độc thân sẽ không bị đối xử lạnh nhạt hoặc chỉ trích bởi nửa còn lại. Và thêm một lý do nữa, đó là có thể gặp bất cứ ai. Người độc thân được phép tán tỉnh và hẹn hò tùy thích. Các cặp đôi yêu nhau vẫn xem trọng sự thủy chung. Điều này khiến cho quyền tự do theo đuổi các mối quan hệ qua đường trở thành một đặc điểm nổi bật của người độc thân. Lý do tiếp theo đó là tùy ý sử dụng tài nguyên của bản thân. Cùng với thời gian, năng lượng là một nguồn tài nguyên hạn chế. Những người độc thân có nhiều tự do để chọn cách sử dụng năng lượng của mình hơn những người đã có chủ. Họ có ý trách nhiệm hơn, không cần phải chăm sóc người khác và không cần tốn năng lượng để quản lý mối quan hệ hoặc giải quyết các vấn đề của nửa còn lại. Thêm một lý do đó là được miễn nhiều hoạt động không mong muốn. Một lợi thế nữa của người sống độc thân là không cần phải làm những điều họ không muốn. Những người độc thân không cần phải gượng ép tham dự những chuyến dã ngoại gia đình hàng năm của mảnh ghép còn lại. Những người sống một mình không có những nhiệm vụ này, cuộc sống độc thân cho phép họ kiểm soát thời gian xã giao. Và một lý do nữa đó là tự chủ trong việc ăn uống. Một lợi thế thú vị gắn liền với người độc thân là cơ hội điều chỉnh việc ăn uống của họ. Họ không cần phải tuân thủ theo thời gian, thói quen hoặc sở thích của người bên cạnh. Những người độc thân có thể ăn kiêng hay ăn uống thỏa thích mà không cần tính đến nhu cầu của người khác. Những lợi ích của cuộc sống độc thân được xác định trong nghiên cứu này rất đa dạng, nhưng nổi bật lên một chủ đề, đó là sự tự do.
tình trạng độc thân loại bỏ những áp lực có thể xảy ra với các mối quan hệ lãng mạn. Sống một mình cho phép các cá nhân phấn đấu để cải thiện mà không gặp nhiều ràng buộc. Tuy nhiên, nghiên cứu này không trả lời câu hỏi liệu những người độc thân có cuộc sống hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn những người đang trong một mối quan hệ lãng mạn hay không. Cũng giống như các mối quan hệ khác, tình trạng độc thân có những lợi ích nhưng cũng gắn liền với những bất lợi. Hạnh phúc cá nhân phụ thuộc vào cách sống độc thân và lý do lựa chọn cách sống đó. Đây là một chủ đề đòi hỏi phải nghiên cứu thêm. Có những lợi ích nào của người độc thân mà quý vị nhận thấy chưa được liệt kê ở đây không? Nghiên cứu này được thực hiện ở Hy Lạp, vì vậy có thể quý vị có thể nhận thấy những lợi ích chưa được đề cập hoặc không đúng với nền văn hóa của quý vị. Tương tự như vậy, mức độ mà các cá nhân tán thành với từng một của kết quả nghiên cứu cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố như các trải nghiệm cá nhân trước đây trong các mối quan hệ hoặc các khía cạnh tính cách. Đây cũng là một lĩnh vực cho các nghiên cứu trong tương lai. Chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.